Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2020, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi huyện Lang Chánh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Trong năm, Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền về đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyết tật và trẻ mồ côi đến tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Khẩn trương triển khai phối hợp cùng với các xã thị trấn, chỉ đạo việc kiện toàn lại các tổ chức hội cơ sở. Tính đến nay, toàn huyện có 7 xã thị trấn có tổ chức hội cơ sở. Có 3 xã tổ chức đại hội đúng tiến độ, đảm bảo thời gian, dân chủ, khách quan, đảm bảo chúng nhân sự đã dự kiến và đủ số lượng theo quy định. Từ đầu năm đến nay, tuy tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện có ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, nhưng hội đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn. Cùng với các xã thị trấn tiến hành khảo sát thống kê hoàn chỉnh hồ sơ người khuyết tật trên địa bàn huyện để có những giải pháp tổ chức thực hiện việc hỗ trợ, trợ giúp các giải pháp khác nhau cho các đối tượng khuyết tật. Trong năm 2020, đã hỗ trợ 14 xe lăn cho người khuyết tật theo chương trình tổ chức trả lại tuổi thơ cho 3 đơn vị, thị trấn Lâm Phú, Yên Thắng. Cùng với đó, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi huyện Lang Chánh cũng đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt, tuyên truyền cho các bậc phụ huynh cùng với nhân dân nêu cao vai trò trách nhiệm, bảo vệ tốt quyền trẻ em cũng như tránh cho trẻ em bị lợi dụng, bị xâm hại, ảnh hưởng thân thể và sức khỏe. Trong năm đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 10 suất học bổng với tổng trị giá 5 triệu đồng, đồng thời phối hợp tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu với tổng trị giá 254 triệu đồng. Việc tổ chức vận động duy trì quỹ hội cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Toàn huyện đã huy động được trên 40 triệu đồng từ nhân dân và các doanh nghiệp quyên góp ủng hộ. Nhiều địa phương làm tốt công tác vận động ủng hộ quỹ hội như thị trấn Lâm Phú, Giao Thiện. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi huyện Lang Chánh sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, làm cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp hiểu rõ hơn về Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi, tự giác tham gia vào các hoạt động hội, coi tổ chức hội là sợi dây kết nối giữa các nhà hảo tâm, mạnh thường quân với người khuyết tật và trẻ mồ côi. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức vận động quỹ hội năm 2021 cả hai cấp huyện và xã. Rà soát một cách thống nhất và đồng bộ các đối tượng người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn huyện để chủ động trong việc hỗ trợ các phương tiện sinh hoạt, đi lại, sinh kế một cách phù hợp, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu có liên quan đến người khuyết tật và trẻ mồ côi do tỉnh đề ra, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho người khuyết tật và trẻ mồ côi. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thẳng thắn thảo luận chỉ ra những khó khăn, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội năm 2020, đồng thời bàn những giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa hoạt động Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi trên địa bàn huyện năm 2021.